nữ nhi của ta là tuyệt thế vô song nữ đế chuyển thế mà ta lại là một phàm nhân phế vật không thể tu luyện vì có thể sớm ngày đạt tới tu luyện đỉnh phong con gái 10 tuổi định giết ta để tế trời nhưng ngay khi nàng động thủ mới phát hiện ta căn bản không đơn giản như vậy chỉ vì 10 tuổi nàng đột nhiên thức tỉnh kiếp trước ký ức mới biết mình chính là nữ đế sáng lập phong tình thiên cung kiếp trước nàng đem thái thượng vong tình chi đạo tu luyện đến đại thành chi cảnh nhưng lại bị gia nhân liên thủ sát hại bây giờ luân hồi đi tới ngàn năm sau để chứng đạo sớm hơn vì đại đạo nàng quyết tâm chặt đứt tất cả nhân quả. Dưới chân núi Nam Hoang lúc này, một thân áo xanh chắp tay mà đứng, nhìn về phía một lão giả cách đó không xa. Từ bá, đi về đi, nói với mẹ ta, cả đời này ta sẽ không trở về lâm gia. Lớn tuổi rồi, sau này cũng ít đi mấy chuyến. Từ bá mặt nhăn thành một đoàn mặt lộ vẻ cười khổ. Thiếu gia, chuyện năm đó cũng không thể hoàn toàn trách gia chủ. Dù sao ai có thể nghĩ đến ngài lại trêu chọc mụ tuyết tiên. Hơn nữa còn cùng nàng ta sinh hạ một nữ nhi. Chuyện này không thể tưởng tượng nổi ngay cả gia chủ cũng không biết hai người chuyện gì đã xảy ra chỉ biết sau đó mộ tuyết tiên hạ lệnh bảo lâm ra xóa tên gia phả của ngài mộ tuyết tiên là thánh nữ của thái sơ thánh địa lời của cô ấy gia chủ không thể không tuân theo sắc mặt tôi lạnh nhạt nhẹ nhàng lắc đầu nói chuyện năm đó là lỗi của ta ta cũng chưa bao giờ trách cha mình ta không thể nói nhiều về những bí mật đó từ bá chỉ cần biết ta chưa bao giờ oán hận lâm gia mộ tuyết tiên không chỉ là thái sơ thánh địa thánh nữ hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Chính là nhân vật đứng đầu bảng Hồng Trần Thiên Tiên bảng. Làm sao tôi có thể có quan hệ với cô ấy? Phải nói là máu chó, khoảng 10 năm trước, Mộ Tuyết Tiên bị thế lực thù địch truy sát, mặc dù cuối cùng đã trốn thoát thành công, nhưng lại chúng thần tiên khó giải hợp hoàn tán. Đúng lúc tôi đi ngang qua đó, sau đó, tôi không có gì để thay đổi, bị Mộ Tuyết Tiên bắt vào sơn động, đúng vậy, tôi cũng bị ép buộc, cho đến ngày nay, 10 năm sau, tôi đang trong trạng thái mơ hồ, không lâu sau ngày đó, Mộ Tuyết Tiên liền đem một bé gái giao cho tôi rồi biến mất không dấu vết, mà bé gái đó là con của chúng tôi. Tên là Lâm Nguyệt Hy, nghĩ đến đây, tôi không kìm được lộ ra nụ cười ấm áp nói. Ta đã quen với cuộc sống hiện tại, điều ước lớn nhất của ta lúc này. Chỉ là có thể nhìn Nguyệt Hy không ngừng lớn lên. Ta thực sự rát yêu con gái mình, nhất là khi nghe Lâm Nguyệt Hy gọi ta là cha. Nó khiến ta cảm thấy trong 10 năm qua rất đáng giá. Từ bá tức một tiếng, biết khó mà thuyết phục được người. Việc này chỉ có thể về báo cáo với phu nhân. Từ bá đi rồi Lâm Trường Phong cũng bắt đầu lên núi chỉ thấy chân hắn bước đi như bay, vẻ mặt kích động. Mười năm rồi, lão tặc thiên này đã lừa ta mười năm. Vốn tưởng rằng có được hệ thống là có thể lập tức oai phong vô địch hậu thế. Ai biết cái hệ thống chết tiệt này lại lừa người như vậy. Ta chính là một xuyên Việt giả, hơn nữa đi tới thế giới này không lâu sau liền thu được hệ thống. Cho nên mặc dù ta không có võ mạch không thể tu luyện cũng chưa bao giờ nổi giận. Ai biết hệ thống phát nhiệm vụ đầu tiên, nhiệm vụ là bảo ta đến Nam Hoang Sơn này và phải đánh dấu ở đây đến 10 năm, khoảng 10 năm này, nếu không có con gái đi cùng, ta còn không biết mình có thể tiếp tục kiên trì hay không. Và hôm nay là ngày cuối cùng rồi, theo như hệ thống, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể nhận được phần thưởng kết xù. Đó là lý do tại sao hắn bị kích động, sau khi tìm thấy một hang động ẩn giữa sườn núi. Tôi lập tức đi vào, khoanh chân ngồi xuống, kiềm chế tâm tình kích động. Tôi thầm nghĩ, đánh dấu, không có gì thay đổi so với trước khi đánh dấu. Chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất hiện lên một đạo kim quang. Lập tức một đạo thanh âm máy móc vang lên trong đầu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng sau sẽ được trao thu được ba đạo vũ trụ linh khí có thể dùng để nâng cấp võ đạo đạt được trí tôn cấp công pháp thái thượng huyền thiên công nhận được một chiếc áo bảy màu nghe thấy giọng nói trong đầu tôi không nhịn được kích động nói một tiếng tốt nhất là phần thưởng phía sau tuyệt đối là vô cùng phong phú có rất nhiều thứ tôi chưa từng nghe qua nhưng chỉ nhìn vào lời giới thiệu thì biết không phải là vật bình thường ba đạo vũ trụ linh khí nhập thể tôi cảm thấy cơ thể mình đang được cải tạo nhanh chóng đang hướng tới một trạng thái không tì vết cùng lúc đó tu vi của ta cũng không ngừng tăng vọt phàm nhân tu luyện chính là nước động thành sông từng bước tăng lên mà đặt ở chỗ ta thì hoàn toàn phá vỡ quy luật này tu vi của ta đang dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi trở nên mạnh mẽ vũ trụ linh khí biến thành bản nguyên linh khí cho dù là đại đế trong truyền thuyết muốn có được một đạo đều là cầu còn không được và tôi có đến ba đạo vũ trụ linh khí một lát sau tôi chậm rãi mở hai mắt đáy mắt đã không gợn sóng sau khi luyện hóa ba đạo linh khí vũ trụ ngay cả tôi cũng không biết mình hiện tại đạt tới cảnh giới gì. Tôi chỉ có thể chắc chắn rằng bây giờ tôi rất mạnh mẽ. Mười năm đánh dấu, đã thành công, trong tay tôi xuất hiện một bộ quần áo bảy màu. Thải quang như mộng như ảo mờ mịt vô cùng. Đây là thượng cổ bí bảo thất thải thần y, những báu vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhẹ nhàng vuốt ve bộ thần y bảy màu này, suy nghĩ về chuyện gì đó, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. Chiếc váy đẹp quá, nếu tặng tiểu nguyệt hy, chắc chắn con bé sẽ thích lắm. Sau khi tiêu hóa hết phần thưởng, trời cũng đã sáng rồi. Sáng sớm trên núi Nam Hoang mây mù lượn lờ như trốn bồng lai tiên cảnh. Ta thở nhẹ một hơi nhấc chân hướng đỉnh núi đi đến. Xa xa liền nhìn thấy một đạo nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng bóng người đang đứng trước nhà tranh, thần sắc lạnh như băng, dường như đang suy nghĩ gì đó. Tiểu Nguyệt Hy, một nụ cười trên khuôn mặt tôi, tôi đi lên phía trước, con gái mình cái gì cũng tốt, chỉ là tính cách quá lạnh lùng, quá kiêu ngạo. Điểm này rất giống mẹ nàng, nghĩ đến cái kia như vạn cổ huyền băng, nhưng lại giống như nữ nhân thiên tiên, trong lòng tôi không thể ngừng thở dài thân sắc có chút buồn bã tôi lắc đầu đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu lập tức sắc mặt ôn nhu nhìn về phía nữ nhi của mình tôi không nghĩ gì cả chỉ muốn nhìn tiểu nguyệt hy chậm rãi lớn lên lâm nguyệt hy cũng nhìn thấy người trước mặt thân sắc có chút hoảng hốt người đàn ông này chính là phụ thân kiếp này của mình sao lớn lên cũng không tệ lắm nhưng mà có một bộ da tốt thì có ích lợi gì tu vi mới là gốc dễ đặt chân trên thế giới này ở trên người hắn ta ta không cảm nhận được bất kỳ dao động tu vi nào. Xem ra quả nhiên là một phế vật không thể tu luyện. nàng kiếp trước chính là vong tình nữ đế, vô dục vô tình, cả đời không biết bao nhiêu người bị nàng giết. tâm tính đã sớm cứng rắn như huyền thiết. bất cứ điều gì nàng đã xác định, sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. vì ngươi và ta đã tạo thành nhân quả, vậy ta sẽ đích thân đưa ngươi vào vòng luân hồi. vong tình đại đạo, điều kiên kỵ nhất chính là trong lòng có vướng bận. cho dù ta không giết ngươi, những kẻ thù của ta một khi đã tìm ra nhân quả giữa chúng ta ngươi cũng không thoát khỏi cái chết, mặc dù đã có quyết định. Bất quá Lâm Nguyệt Hy cũng không có lập tức động thủ. Bởi vì nàng bây giờ còn không có tu vi gì, chỉ chờ nàng hơi khôi phục một ít tu vi chính là lúc nàng động thủ. Thấy Lâm Nguyệt Hy ngây người, tôi xin lòng chiều mến nhịn không được sờ sờ đầu của nàng. Tôi đối với Lâm Nguyệt Hy vẫn có chút ái náy, bởi vì từ lúc nàng sinh ra đã không có cảm thụ qua tình thương của mẫu thân. Đó cũng là trách nhiệm của tôi, nhưng quan trọng nhất vẫn là Lâm Nguyệt Hy có một người mẹ vô tình. Đúng là một người phụ nữ nhẫn tâm, bỏ rơi tôi còn chưa tính ngay cả đứa con gái đáng yêu của chúng tôi cũng bỏ rơi bên này tôi đang hối hận bên kia lâm nguyệt hy thì là hoàn toàn ngây ngẩn cả người ta lại bị người ta sờ đầu hơn nữa còn là loại vuốt ve ta là ai ta kiếp trước chính là vong tình nữ đế đế cảnh cường giả đứng ở đỉnh thế giới đừng nói là bị sờ đầu nam nhân bình thường ngay cả nhìn cũng không dám nhìn ta một cái mà bây giờ bị một người không có bất kỳ tu vi nào người đàn ông này lại cho ta một cái xoa đầu làm sao có thể chấp nhận cho dù người đàn ông này là cha của ta ở kiếp này cũng không được trong lòng lâm nguyệt hy nhất thời dâng lên một cỗ tức giận cùng với đó là sát ý lạnh lùng không đợi cô ấy chút giận giọng nói ấm áp của tôi lại vang lên lần nữa tiểu nguyệt hy ta mang cho con một báu vật có muốn xem không nghe xong lâm nguyệt hy trong lòng khinh thường cười lạnh báu vật ngươi là một tên không có tu vi người bình thường có thể lấy ra bảo vật gì kiếp trước nàng là cường giả đế cảnh sự hiện diện trên đỉnh thế giới bảo vật gì chưa từng thấy qua ngay cả những món bị vô số cường giả tranh cướp cô ấy đã vứt bỏ tất cả những thứ quý giá nhìn một cái cũng lãng phí thời gian theo quan điểm của cô ấy bảo vật mà anh nói đến cũng chỉ là trong mắt anh có thể coi là bảo vật mà thôi không để ý đến phản ứng của lâm nguyệt hy tôi tự mình lấy ra một bộ quần áo quần áo có màu bảy màu đặc biệt là dưới ánh mặt trời rất đẹp cái gì không ngờ chỉ là một bộ quần áo lâm nguyệt hy nhất thời giận dữ nàng đã nghĩ là anh không thể lấy được báu vật quý hiếm gì cũng sẽ lấy ra một thứ có tác dụng với nàng lúc này không ngờ chỉ là một bộ quần áo mặc dù chiếc váy trông rất đẹp nhưng ta không phải một đứa trẻ bình thường ta sao thích mấy thứ vớ vẩn này thái độ của người qua loa cũng quá rõ ràng lâm nguyệt hy vừa định cự tuyệt ta cũng đã đem quần áo đưa lên chỉ thấy anh nửa ngồi trên mặt đất sắc mặt ôn hòa liền muốn đem bộ quần áo bảy màu sắc rực rỡ kia mặc vào cho lâm nguyệt hy này đây là một thứ tốt hình như là cái gì gọi là thất thải thần y tôi cũng chưa từng nghe qua tiểu nguyệt hy mặc bộ đồ này nhất định sẽ rất đẹp thất thải thần y lâm nguyệt hy chỉ cảm thấy cái tên này tựa hồ là có chút quen thuộc đột nhiên cô giống như nghĩ tới điều gì đó đồng tử co lại trong lòng nhịn không được kinh hô chẳng lẽ là bộ quần áo bảy màu kia là nghiêm túc nhìn lại lần nữa lâm nguyệt hy quả nhiên phát hiện chỗ bất đồng của bộ quần áo này nhất là với góc nhìn kiếp trước của nàng bộ quần áo này phảng phất là do hoa văn đại đạo dệt thành từng luồng đạo vận ở trong đó không ngừng chảy xuôi lâm nguyệt hy hô hấp nhịn không được trì trệ trong lòng khiếp sợ tới cực điểm, thật sự là thất thải thần y trong truyền thuyết. Thất thải thần y chính là dùng chân hoàng chi vũ luyện chế mà thành. Lại dung nhập vào thế giới chi tinh, chính là một món chí bảo đỉnh cấp trong truyền thuyết thời thượng cổ. Cho dù là lấy thực lực đế cảnh cường giả kiếp trước của Lâm Nguyệt Hy, cũng chỉ là nghe nói qua thất thải thần y trong truyền thuyết mà thôi. Nếu kiếp trước nàng có thể có được món chí bảo này, cũng sẽ không bị mấy người khác liên thủ ép chuyển thế luân hồi. Thất thải thần y không chỉ là chí bảo phòng ngự, hơn nữa còn có thể phụ trợ tu luyện. Có thể nói một khi tin tức thất thải thần y hiện thế truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ có vô số cường giả chen trúc chạy tới, thậm chí đánh cho thiên hôn địa ám, loại trí bảo đỉnh cấp này không ai không động tâm. Mà bây giờ, một huyền thoại như vậy, bảo vật thế như liền bày ở trước mặt của nàng. Lâm Nguyệt Hy trong lòng hoảng hốt nhất thời thậm chí có chút ngây ngẩn cả người. Tôi đưa tay qua cô trước mắt Lâm Nguyệt Hy, phát hiện Lâm Nguyệt Hy vẫn ngây người không có phản ứng. Tôi tưởng con gái không thích thứ này, vì thế thầm than một tiếng nói chẳng lẽ tiểu nguyệt hy con không thích bộ quần áo này sao nói xong ta liền muốn đem thất thải thần y cất đi trong lòng còn nghĩ đến tột cùng là thứ gì để có thể thu hút sự chú ý của tiểu nguyệt hy ngay lúc này một bàn tay nhỏ bé như tuyết đột nhiên vươn ra nhanh chóng đoạt lấy thất thải thần y ta thích lâm nguyệt hy vội vàng nói cảm thấy trong tay trống rỗng tôi ngạc nhiên lập tức ôn hòa cười cười thích là được rồi thích là được rồi bộ quần áo này vốn là muốn tặng cho người lâm nguyệt hy nhíu mày đáng yêu có chút không hiểu hỏi tặng cho ta sao lại tặng cho ta tôi im lặng cảm thấy hôm nay lâm nguyệt hy có chút kỳ quái nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ đó là bản tính của trẻ con vì ngươi là con gái của ta người cha tặng đồ cho con gái chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sao tôi dịu dàng đưa tay ra lần nữa sơ sơ cái đầu nhỏ của lâm nguyệt hy con gái lâm nguyệt hy cả người cứng đờ nhưng không có phản kháng chỉ là trong mắt xuất hiện một tia mê mang kiếp trước cô là trẻ mồ côi từ khi có thể suy nghĩ đã một mình tu luyện không biết đã trải qua bao nhiêu đau khổ trong tu hành giới bao nhiêu nguy hiểm sự tình phức tạp nàng đều trải qua nhưng nàng đã vượt qua tất cả và dần dần trở nên mạnh mẽ hơn trải nghiệm nhiều năm nói cho nàng biết không có bữa ăn nào miễn phí muốn có được thì phải tự mình chiến đấu đó là lý do tại sao nàng luôn cô đơn cuối cùng chứng được đại đạo và bây giờ nàng chỉ được gọi là con gái liền có người đem thất thải thần y trong truyền thuyết tặng cho mình điều này khiến nàng nhất thời khó tin theo nàng loại bảo vật này không phải là nên chỉ có thể tự mình có thứ mà không ai có thể cho sao lập tức nàng lắc đầu nghĩ rằng anh chỉ là một con người bình thường chắc chắn không thể nhìn ra chỗ quý giá của thất thải thần y cho nên mới tặng cho mình vẻ mê mang trong mắt lâm nguyệt hy biến mất không thấy nữa dần dần khôi phục lại sự kiên định lạnh lẽo ban đầu tình thân nực cười chỉ có người phàm mới quan tâm đến điều đó nghĩ như vậy lâm nguyệt hy cảm giác ý niệm trong đầu quả nhiên thông đạt rất nhiều đạo tâm của nàng cũng tiến thêm một bước trở nên càng thêm kiên định chỉ là nàng lại có thêm một phần tò mò đối với anh. Trang phục này, ngươi lấy nó ở đâu? Lâm Nguyệt Hy trần chờ nói. Con gái nói cái áo bảy màu này à, ồ, cái này của ta ở sau núi. Vô tình phát hiện trong hang động, tôi sờ sờ mũi nàng và trả lời. Nghe xong, Lâm Nguyệt Hy kỳ quái nhìn anh một cái. Cô ấy không tin câu trả lời của anh, nhưng cũng không nói gì nữa. Tiếp theo là lấy máu nhận chủ, Lâm Nguyệt Hy vươn ra một tay trắng noãn như ngọc. Sau đó cắn nhẹ ngón tay, từng giọt máu đỏ sẫm liền nhỏ xuống, máu tươi rơi trên thất thải thần y từng đạo hào quang màu sắc rực rỡ đột nhiên từ trên quần áo nổi lên chỉ hai hơi thở ngắn ngủi đạo hào quang bảy màu sắc rực rỡ này liền xông thẳng về phía chân trời bao phủ toàn bộ nam hoang sơn may mà nơi này chính là bắc vực cực kỳ hẻo lánh không ai nhìn thấy nếu không sẽ hấp dẫn không biết bao nhiêu lão quái vật một lát sau nhận chủ xong thất thải thần y hóa thành một đạo quang mang dung nhập vào trong cơ thể lâm nguyệt hy so sánh với trước lâm nguyệt hy trên người nhiều hơn một loại không dính khói lửa nhân gian. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã là mỹ nhân phôi thai tuyệt đỉnh. Không tệ, tôi hài lòng gật đầu. Phàm nhân 10 tuổi liền bắt đầu thức tỉnh võ mạch tiến hành tu luyện. Năm nay con vừa tròn 10 tuổi, vài ngày nữa ta sẽ thức tỉnh võ mạch cho ngươi, để ngươi chính thức bước vào con đường tu luyện. Lâm Nguyệt Hy gật gật đầu, tốt, kiếp trước nàng bởi vì không có người dẫn dắt. Cho nên năm 14 tuổi mới bước vào con đường tu luyện. Bắt đầu muộn hơn người khác vài năm, bây giờ sống lại. Tất cả tự nhiên phải đi theo quỹ đạo tốt nhất, đó là điều cô ấy muốn nhìn lâm nguyệt hy vào phòng nghỉ ngơi tôi nắm cằm trong ánh mắt hiện lên vẻ trầm tư thức tỉnh rất đơn giản bất quá một ít thế lực đỉnh cấp đều sẽ thức tỉnh trong quá trình này nhân cơ hội đánh hạ võ đạo cho người thức tỉnh nghe nói truyền nhân của rất nhiều thế lực lớn ở võ mạch thức tỉnh xong liền có thể trực tiếp bước vào luyện đạo cảnh tiết kiệm nhiều năm khổ tu là con gái ta tự nhiên là phải tận hưởng những điều tốt đẹp nhất mắt tôi loe sáng nội tâm đang không ngừng tính toán vừa vặn hệ thống có rất nhiều khen thưởng đỉnh cấp thiên tài địa bảo tôi không cần thứ này không bằng liền dùng những thứ này vì lâm nguyệt hy đánh hạ võ đạo căn cơ nhưng ngoài ra còn cần một ít vật liệu phụ trợ nghĩ đến đây ánh mắt của ta rơi về phía bắc nam hoang sơn đó là một dãy núi mênh mông chính là nơi nguy hiểm nổi danh trên đại lục bắc hoang sơn mạch nghe nói nơi đó có mấy vị yêu hoàng tu vi thông thiên tôi sẽ đi tìm họ xin tinh huyết bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyệt nhỉ một nụ cười xấu trên khuôn mặt của tôi trong vài ngày sau đó làm cho cả lục địa phương bắc sợ hãi trong hoang sơn mạch thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng đánh nhau trong đó còn kèm theo từng đạo gào thét thê thảm bi thương nghe có vẻ khiến người ta phát run rất nhiều tiểu yêu bên ngoài sợ tới mức run lẩy bẩy giống như bầu trời sụp đổ ba ngày sau ta lại xuất hiện ở nam hoang sơn thượng trong tay ta có thêm mấy cái bình ngọc bên trong có một giọt máu đỏ thấm mỗi một giọt tinh huyết đều tản ra khí tức kinh khủng ngập trời thật keo kiệt chỉ cho vài giọt máu thôi sao cũng không phải muốn mạng sống của các ngươi cuối cùng còn phải ép ta tự mình động thủ. Xem chiến lợi phẩm của mình, trên mặt ta nhịn không được lộ ra nụ cười. Cuối cùng cũng gom đủ rồi, nhiều thiên tài địa bảo như vậy, hơn nữa tinh huyết yêu hoàng phụ trợ. Không biết tiểu nguyệt hy cuối cùng có thể đạt tới trình độ nào. Sau đó, tôi đã tìm một căn phòng sạch sẽ, sau đó lấy ra một cái đại đỉnh, vô số thiên tài địa bảo đỉnh cấp. Còn có mấy bình tinh huyết yêu hoàng, tất cả đều bị tôi bỏ vào trong đó. Lâm Nguyệt Hy cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn. Không tự chủ được đi tới, khi nhìn thấy bong bóng xì xào trong cái vạc lớn nhất thời không nhịn được mở to hai mắt cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên tôi lau mồ hôi trên trán xoay người nói một câu tiểu nguyệt hy còn đứng đó làm gì còn không mau cởi hết quần áo nằm vào đi nghe vậy lâm nguyệt hy trực tiếp sững sờ tại chỗ lại dám bảo ta cởi hết quần áo ra kiếp trước ta chính là vô địch hậu thế vong tình nữ đế người phàm nhìn ta nhiều một cái cũng sẽ bị khoét đi hai mắt chớ đừng nói chi là để cho ta cởi sạch quần áo loại này khinh bạc lời nói nếu là kiếp trước ta đã sớm để cho ngươi cho bay chôn vùi ngay cả khi ngươi có là cha ta chỉ tiếc nàng bây giờ còn là một tiểu cô nương không có tu vi nàng không thể làm gì được với những lời nhẹ nhàng của anh bị một người đàn ông nhìn thấy trong lòng lâm nguyệt hy đột nhiên dâng lên ý kháng cự thậm chí mơ hồ nghĩ ra một vạn phương pháp đối phó với anh ta đã sắp xếp xong chút cơ linh dịch toàn đỉnh thiên tài địa bảo bị ta toàn bộ dung hợp thành tinh thuần linh dịch lúc này phía trên đại đỉnh bị dày đặc linh khí mờ mịt bao trùm còn có đại đạo yêu thú hư ảnh như ẩn như hiện một đỉnh tuyệt thế đại dược như vậy hoàn thành ngay khi tôi thúc giục lâm nguyệt hy nhanh chóng cởi hết quần áo nằm vào nâng mắt lên ta mới phát hiện trên mặt nàng nét xấu hổ thấy vậy ta lập tức bừng tỉnh đại ngộ một trưởng vũ chán cười nói là vi phụ sơ xuất tiểu nguyệt hy bây giờ trưởng thành rồi cha ở đây thật bất tiện cũng được cha ra ngoài trước tiểu nguyệt hy có việc thì phải kịp thời gọi cha nói xong ta xoay người bước đi đóng cửa phòng lại trong lòng tôi đều buồn bã con gái cuối cùng cũng trưởng thành, cho đến khi nghe tiếng bước chân anh xa dần. Lâm Nguyệt Hy lúc này mới yên tâm, cũng may là ngươi còn biết điều. Nếu không bổn nữ đế muốn ngươi đẹp mặt, trong lòng âm thầm phát ra rất sâu. Lâm Nguyệt Hy nhìn về phía đỉnh linh dịch kia. Chỉ thấy từng đạo hư ảnh yêu thú ở phía trên đại đỉnh như ẩn như hiện. Tiếng sấm rền vang, cửu u tước, lôi nghiêu màn hoàng, trong đó lại dung hợp tinh huyết của mấy vị yêu hoàng đỉnh cấp. Lâm Nguyệt Hy chừng to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được. Chỉ là một người phàm lấy ở đâu ra, nhiều loại tinh huyết yêu hoàng đỉnh cấp như vậy. Ở Tiên Vũ đại lục, yêu hoàng chính là vương giả yêu tộc, thực lực của nó chỉ đứng sau yêu đế trong truyền thuyết. Cho dù kiếp trước nàng hàng phục một vị yêu hoàng cũng cực kỳ phí sức. Càng đừng nói nói nhiều loại tinh huyết yêu hoàng như vậy. Hơn nữa trong đỉnh linh dịch này tựa hồ còn ẩn chứa vài loại thiên tài địa bảo đỉnh cấp, đừng nói là có rất nhiều báu vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thậm chí có mấy vị linh dược nàng căn bản không thể phân biệt. Linh dịch như vậy hoàn toàn đủ cho một cường giả đỉnh cấp phá cảnh chứ đừng nói là dùng để xây dựng căn cơ, có lẽ mình còn có thể dùng cái này thức tỉnh đỉnh cấp võ mạch, vượt qua kiếp trước tu luyện tới võ đạo đỉnh phong. Nghĩ tới đây Lâm Nguyệt Hy không nghĩ nữa, rất muốn cởi bỏ váy dài nằm vào trong đại đỉnh. Linh dịch bao phủ toàn thân, một cảm giác vô cùng thoải mái kéo dài từ bên ngoài. Dược lực trong đỉnh điên cuồng tràn vào trong cơ thể nàng. Lâm Nguyệt Hy nhịn không được phát ra một tiếng nỉ non thoải mái, đột nhiên một đạo băng lam sắc quang mang từ trên đỉnh đầu nàng tỏa ra băng lam sắc quang mang sẹt qua băng xương đột nhiên nổi lên một đạo hàng khí rất mạnh lấy lâm nguyệt hy làm trung tâm phân tán đóng băng mọi thứ trên đỉnh đầu của nàng cũng dần dần hiện lên hư ảnh của một con phượng hoàng băng lam lúc này đang ngồi bên ngoài nhà tôi cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương từ phía sau đánh úp lại tôi không khỏi dùng mình một cái một chút vận chuyển công pháp lúc này mới có chuyển biến tốt hàng khí thật mạnh tôi xoay người nhìn một trận vui sướng không nghĩ tới tiểu nguyệt hy nhanh như vậy đã thức tỉnh võ mạch không ngờ còn là đỉnh cấp tiên phẩm võ mạch băng tuyết thần hoàng thật không hổ là con gái của lâm trường phong ta đúng là thiên tư hơn người ở tiên vũ đại lục này võ mạch cơ hồ quyết định giới hạn tu luyện của một người từ thấp đến cao theo thứ tự là phàm phẩm hoàng phẩm huyền phẩm địa phẩm thiên phẩm và tiên phẩm tiên phẩm võ mạch thì là cao cấp nhất của võ mạch mà băng tuyết thần hoàng lại là tiên phẩm tồn tại cao cấp nhất trong võ mạch lúc trước ta cũng đã tiến hành thức tỉnh võ mạch nhưng ngay cả cấp thấp nhất phàm phẩm võ mạch ta đều không thể thức tỉnh. Chuyện này luôn khiến ta cảm thấy tiếc nuối, hôm nay nữ nhi đã thức tỉnh tiên phẩm võ mạch cao cấp nhất, để bù đắp cho sự hối tiếc lâu dài của tôi. Mắt thấy hàn khí mơ hồ có xu thế cùng bạo, để tránh sự hiện diện ở đây khiến người ngoài phát hiện ra, tôi giơ tay lên và vẫy tay, hàn khí khuếch tán trong nháy mắt bị khống chế trong một phạm vi nhỏ. Tuy rằng nơi này hẻo lánh, với thực lực hiện tại của ta cũng không sợ những người đó. Nhưng con người tôi sợ rắc rối nhất, sau khi võ mạch thức tỉnh tu vi của lâm nguyệt hy cũng bắt đầu tăng vọt dược lực dồi dào của linh dịch trong đỉnh không chỉ giúp nàng thức tỉnh tiên phẩm võ mạch hơn nữa còn để cho tu vi của nàng đột phá tới tố hồn cảnh để nàng thắng ngay ở vạch xuất phát thực lực đi xa một mảng lớn bạn cùng lứa tuổi và cảm nhận được sự thay đổi của chính mình ánh mắt vui sướng tràn ngập trong lời nói kiếp trước nàng thức tỉnh tuy cũng là tiên phẩm võ mạch chẳng qua là ngụy tiên phẩm võ mạch giới hạn có thể đạt tới cùng võ mạch tiên phẩm chân chính khác nhau một trời một vực đời trước vất vả lắm mới từng bước trở thành đế cảnh cường giả. Nàng tin tưởng kiếp này mình có chân chính tiên phẩm võ mạch, tuyệt đối có thể vượt qua kiếp trước, không bao lâu nữa Lâm Nguyệt Hy thức tỉnh hoàn tất. Tôi đẩy cửa bước vào, lúc này nàng cũng đã mặc xong quần áo. Được rồi, thật không hổ là con gái của Lâm Trường Phong ta. Con gái Nguyệt Hy của ta có tư cách đại đế a, à, ta trên mặt tươi cười vỗ tay nói. Nghe vậy Lâm Nguyệt Hy nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động nội tâm oán thầm nói, bà nữ đế thức tỉnh tiên phẩm võ mạch cùng ngươi có quan hệ gì? Nhưng trong lòng lại không nhịn được nghi hoặc, hắn là người phàm thì sao lấy được đại đỉnh thiên tài địa bảo kia có lẽ người cha này không được nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản rốt cuộc lâm nguyệt hy không kiềm chế được nghi hoặc trong lòng hỏi cái đỉnh đại dược kia rốt cuộc là từ đâu lấy ra nghe vậy tôi sửng sốt sau đó ho nhẹ hai tiếng giải thích thực ra đó chỉ là những loại thảo mộc vô giá trị một phần được đào lên núi còn có một số là hỏi xin người khác cái gì đào hỏi người khác cho lâm nguyệt hy nghe xong tức giận thiếu chút nữa nói không ra lời đó đều là thiên tài địa bảo cao cấp nhất không phải tùy tiện liền có thể đào được hoặc là tìm người muốn tới trong đó không thiếu một ít tiên vũ đại lục trí tôn thứ mà kẻ mạnh không nhất định có được về phần mấy loại tinh huyết yêu hoàng kia lại vô cùng chân quý yêu hoàng đỉnh cấp tùy tiện chừng mắt một cái cũng có thể làm cho người ta hình thần câu diệt chứ đừng nói đến lấy tinh huyết của họ lâm nguyệt hy cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị sỉ nhục vẻ mặt tức giận chừng mắt nhìn anh không để ý đến phản ứng của lâm nguyệt hy ta đập một cái miệng tự mình nói con gái ngươi phải biết rằng thực lực mới là gốc rễ của thế giới này. Nếu không có sức mạnh, ngay cả một số người, không đúng, một con quỷ không thể giao tiếp tốt được. Có vài con yêu thật sự là quá keo kiệt, nếu không vì phụ thân ta còn có chút thực lực, có lẽ bây giờ nó đã trở thành món ăn cho đại yêu kia no bụng rồi. Cho nên nói con gái con nhất định phải nghiêm túc tu luyện, không được lười biếng, sớm có sức mạnh to lớn, sống thoải mái trong thế giới này, ta vẻ mặt nghiêm túc ân cần dạy bảo nói, hôm nay nữ nhi coi như là chính thức bước vào con đường tu luyện. Tiểu Nguyệt Hy cho tới nay đều là một cô gái đơn giản và kiêu ngạo. Là một người cha tốt, tôi phải sớm làm cho nàng ý thức được thế gian hiểm ác. Đặc biệt là để con gái nhận ra tầm quan trọng của việc tu luyện. Mà Lâm Nguyệt Hy nghe được lời này của anh, chẳng biết vì sao trong lòng lại nổi lên một tia rung động. Đây có phải là tình thương của cha không? Đây là cảm giác kiếp trước nàng chưa từng trải qua. Không ngờ lại làm cho đạo tâm của nàng sinh ra một tia dao động. Nhất định là bởi vì ta kiếp này cùng hắn ta, huyết thống tương liên cho nên mới có loại cảm giác này chờ ta chính thức bắt đầu tu luyện vong tình khi đi đường nhất định có thể vứt bỏ những thứ này lâm nguyệt hy hít sâu một hơi mạnh mẽ đè xuống nội tâm dao động chỉ là trong mắt cô ấy phụ thân lại có vẻ càng thêm thần bí lúc này ta đột nhiên nghĩ tới cái gì vỗ chán cười nói nguyệt hy ngươi bây giờ đã chính thức bước vào con đường tu luyện nên nhanh chóng lựa chọn một môn công pháp để bắt đầu tu luyện ta ở đây vừa vặn có một môn công pháp coi như không tệ con có muốn thử không nghe vậy lâm nguyệt hy lạnh như băng đáp không cần đâu ta đã có công pháp thích hợp để tu luyện nàng dự định tiếp tục tu luyện công pháp tự nghĩ ra kiếp trước vong tình thiên công dù sao kiếp trước nàng chính là dựa vào công pháp này tu luyện tới cảnh giới đại đế với cô ấy anh không thể xuất ra công pháp vượt qua vong tình thiên công tiểu nguyệt hy lợi hại như vậy mau nói cho vi phụ biết là muôn công pháp nào ta nhớ mày vội vàng hỏi tuy nhiên một số người tài giỏi trong lĩnh vực lĩnh ngộ khi mạch thức tỉnh được ông trời ban cho công pháp thích hợp mà với tư chất của lâm nguyệt hy rất có thể sẽ trở thành người được trời ban ta cũng không phải lo lắng công pháp có vấn đề, chỉ là sợ Lâm Nguyệt Hy tuổi còn nhỏ đi nhầm đường. Nghe ta hỏi vấn đề công pháp, Lâm Nguyệt Hy khóe miệng hơi nhếch lên thập phần kiêu ngạo trả lời, "Ta tu luyện công pháp tên là Vong Tình Thiên Công, không biết ngươi đã từng nghe chưa?" "Vong Tình Thiên Công, cái này, công pháp này vi phụ quả thật chưa từng nghe nói qua." Trên thực tế môn công pháp này chính là Lâm Nguyệt Hy tự nghĩ ra mà thành. "Thiên Thụ công pháp sao?" Nghe câu trả lời của tôi, nàng tự mãn hơn, cho dù là cái gọi là Thiên Thụ công pháp nàng đều cho rằng cùng nàng vong tình thiên công so sánh quả thực là chiến ngũ cha ta lại cau mày lắc đầu nói tiểu nguyệt hy môn công pháp này của ngươi phẩm giai có thể không thấp nhưng cái tên này có chút không thích hợp vong tình quên đi tuổi còn nhỏ tu luyện loại công pháp này làm cái gì ta không muốn con trở thành một tảng băng như mẹ con không có chút tình người nào cái gì một phàm nhân dám nói công pháp ta tự nghĩ ra không được lâm nguyệt hy trong lòng nhất thời giận dữ không đợi nàng nổi giận ta liền từ trong cổ tay áo lấy ra một ngọc giản đưa cho nàng trong này ghi lại một môn công pháp tên là thái thượng huyền thiên công hình như là công pháp trí tôn gì đó con đến xem đi có thể so sánh với vong tình thiên công kia hay không tôi có niềm tin tuyệt đối chỉ cần tiểu nguyệt hy nhìn môn công pháp này nhất định sẽ từ bỏ vong tình thiên công kia dù sao đây chính là hệ thống khen thưởng công pháp đứng đầu trình độ tinh diệu của môn thái thượng huyền thiên công này tuyệt đối vượt xa bất cứ công pháp nào ta từng thấy chỉ tiếc ta không dùng được môn công pháp này bởi vì hiện tại ta căn bản không cần tu luyện thái thượng huyền thiên công trong mắt Lâm Nguyệt Hy hiện lên một tia nghi hoặc, kiếp trước nàng đều chưa từng nghe nói qua môn công pháp này. Bất quá khi nghe được mấy chữ trí tôn cấp công pháp này, thêm vào đó, nghĩ về những thứ tốt đẹp mà anh đã lấy ra, cũng là đối với công pháp này cảm thấy tò mò không thôi. Vội vàng nhận lấy ngọc giản, lập tức đắm chìm tinh thần đi xem nội dung trong ngọc giản. Bùng, Lâm Nguyệt Hy chỉ cảm thấy trong đầu một trận nổ vang, thông tin vô cùng hấp dẫn, vô biên vô hạn lập tức tràn vào trong đầu nàng. Khoảng nửa ngày sau Lâm Nguyệt Hy mới phục hồi tinh thần lại lúc này trong lòng của nàng đã tràn ngập rung động trong lòng kinh hãi giống như thủy triều dâng tới như đã nói nàng tự nghĩ ra vong tình thiên công cùng công pháp này so với thái thượng huyền thiên công căn bản là khác nhau một trời một vực vong tình thiên công chính là nàng tự nghĩ ra công pháp hạn mức thấp nhất mà thái thượng huyền thiên công kỳ huyền diệu trình độ đã vượt xa tầm hiểu biết của nàng điều này làm cho nàng cao ngạo ở giữa hai loại công pháp có chút khó có thể lựa chọn nếu tu luyện vong tình thiên công có kiếp trước kinh nghiệm vững chắc bản lĩnh sẽ sớm đạt đến đỉnh cao của trước đây nhưng cũng đã từng kết thúc cơ hồ chính là giới hạn cao nhất của môn công pháp này rất khó đột phá thêm một bước nữa mà nếu tu luyện thái thượng huyền thiên công giới hạn tương lai chắc chắn cao hơn kiếp trước bất quá môn công pháp này tu luyện đến tột cùng như thế nào không người nào biết được tương lai còn nhiều điều không chắc chắn rồi rắm một lát sau lâm nguyệt hy rốt cục làm ra lựa chọn ta à, ta chọn thái thượng huyền thiên công cô ấy tin rằng mình là nữ đế có thể đánh bại sự không chắc chắn của tương lai lâm nguyệt hy siết chặt nắm tay ánh mắt kiên định nàng biết nếu không tu hành vong tình chi đạo như vậy giữa người đàn ông trước mắt và nàng cũng không có bất cứ xung đột gì nghĩ tới đây lâm nguyệt hy chợt cảm thấy cả người một trận nhẹ nhõm tựa hồ là buông xuống gánh nặng trong lòng ánh mắt phức tạp nhìn anh kiếp này nhân quả của ta và ngươi nhất định không thể cắt đứt nhìn dáng vẻ kiên định đáng yêu của con gái ta ôn hòa cười sờ đầu của nàng dù tiểu nguyệt hy có làm gì cha sẽ ủng hộ con đối mặt với đòn này của anh lúc này đây lâm nguyệt hy cũng không có biểu hiện ra kháng cự sau đó lâm nguyệt hy rất nhanh bắt đầu tu luyện nàng rất tài giỏi cộng với sự hướng dẫn của tôi chỉ cần nửa ngày là đủ huyền thiên công tầng thứ nhất tu luyện thành công thời gian tu luyện một ngày rất nhanh kết thúc sáng sớm hôm sau tôi đẩy cửa phòng ra liền thấy bóng dáng lâm nguyệt hy chỉ thấy đôi mắt nàng khép chặt khoanh chân ngồi bên vách núi lặng lẽ tu luyện sương đã thấm ướt quần áo của con bé tôi cảm thấy đau lòng xem ra nha đầu này chỉ sợ ngồi ở đây cả một buổi tối yên lặng chờ nàng ngồi xong ta lấy ra hai thanh kiếm gỗ đưa cho nàng một thanh tu luyện võ đạo tu vi chính là cơ sở mà võ kỹ thì có thể bảo đảm tu vi phát huy ra lúc mấu chốt bắt đầu từ hôm nay vi phụ sẽ dạy ngươi kiếm kỹ lâm nguyệt hy hơi sừng sốt nhưng vẫn theo bản năng tiếp nhận kiếm gỗ dạy ta kiếm kỹ ngươi có thể dùng kiếm kiếp trước nàng kiếm đạo tạo nghệ rất sâu ngay cả kiếm đế cũng không dám nói có thể dạy nàng kiếm kỹ mà phụ thân phàm nhân đời này của nàng vậy mà nói khoác không biết xấu hổ muốn dạy mình kiếm kỹ đúng là không biết trời cao đất rộng ta ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói Tiểu Nguyệt Hy, vi phụ thật sự biết dùng kiếm, chúng ta có thể dùng kiếm gỗ tỉ thí một phen. Lúc tỉ thí không dùng bất kỳ tu vi nào, như vậy cũng tránh được ngộ thương, Lâm Nguyệt Hy nghe vậy khóe miệng hơi nhếch lên. Không chút do dự miệng đầy đáp ứng, tỉ thí kiếm thuật, nàng tự tin sẽ không thua bất cứ ai. Tôi khẽ gật đầu, cầm trong tay một kiếm kéo ra cùng Lâm Nguyệt Hy khoảng cách. Vậy bắt đầu đi, ta có thể cho phép con ra tay trước. Lâm Nguyệt Hy không cự tuyệt, chỉ thấy nàng nhíu mày, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén mộc kiếm trong tay kéo ra một cái kiếm hoa cả người nháy mắt mà ra một kiếm đâm về phía tôi một kiếm này nàng chỉ dùng ra bảy phần lực bởi vì trong mắt cô ấy một kiếm này của nàng tôi tuyệt đối không ngăn được đối mặt lâm nguyệt hy này nhanh mãnh mà đến một kiếm ta lại nhướng mày nhẹ giọng nói tiểu nguyệt hy lần đầu tiên là có thể sử dụng kiếm pháp như thế này đáng khen ngợi nhưng chiêu thức vẫn chưa đủ sắc bén chỉ là một cái giá hoa thôi cái gì lại dám nói kiếm thuật của ta là giá hoa Lâm Nguyệt Hy nghe được ta đối nàng kiêu ngạo kiếm kỹ đánh giá. Bỗng nhiên cảm thấy tức giận vạn phần, kiếm trong tay cũng tăng thêm vài phần lực đạo. Ta sẽ cho ngươi xem cái này có giá hoa không. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tức giận không thôi. Hạ quyết tâm một kiếm cho anh đẹp mặt, ngay khi thanh kiếm này sắp rơi xuống người tôi. Ta vô cùng tùy ý giơ thanh kiếm gỗ trong tay lên. Tiếp theo một kiếm đâm ra, mũi kiếm phá vỡ trường không cho đến khi hướng cổ tay Lâm Nguyệt Hy. Lâm Nguyệt Hy chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn, một kiếm lập tức rời tay mà rơi. Cái gì? Lâm Nguyệt Hy sững sờ tại chỗ, bất chấp nỗi đau ở cổ tay, vẻ mặt khó tin nhìn về phía thanh kiếm gỗ rơi ra. Ta thua rồi, thậm chí còn không thấy hắn ra tay như thế nào. Ta tự hào về kiếm thuật của mình, trước mặt hắn như trẻ con chơi đùa. Đây là nỗi nhục lớn trong cuộc đời nàng, không thể nào. Lâm Nguyệt Hy cắn chặt răng, "Tiểu Nguyệt Hy, kiếm tâm của ngươi còn chưa đủ thuần khiết, hơn nữa khi xuất kiếm có rất nhiều sơ hở, chỉ cần nhìn là biết ngay, may mà bây giờ con còn nhỏ, lại là người mới dùng kiếm." tin rằng tu luyện nhiều hơn nữa sẽ có thể vượt qua vi phụ. Tay phải cầm kiếm, tay trái để sau lưng, một thân bạch y như tuyết sắc mặt lạnh nhạt nói. Trước đây ta trải qua hệ thống tăng lên không chỉ là tu vi. Có nhiều cách hiểu về đạo, trong đó bao gồm kiếm đạo. Đây cũng là nguyên nhân ta dám chỉ điểm Lâm Nguyệt Hy kiếm đạo. Lại đây, tiếp tục ra tay với ta, và lần tỉ thí này, tôi không định nương tay nữa. Những thứ khác tôi có thể nhường cho con gái. Nhưng Duy chỉ có chuyện tu luyện là không thể bỏ sót chút nào. Cái gọi là nghiêm sư xuất cao đồ, nghiêm phụ cũng vậy tốt ánh mắt lâm nguyệt hy lần nữa trở nên kiên định hai đời làm người nàng cũng sẽ không bị thất bại nho nhỏ này đánh ngã lập tức cô hít sâu một hơi trực tiếp sử dụng kiếm chiêu sở trường nhất kiếp trước gọi gió một kiếm này tốc độ cực nhanh mặc dù không có bất kỳ tu vi gia trì nào nhưng nó đâm vào anh nhanh như chớp trong đó lại ẩn chứa một tia sát khí tất nhiên sát khí này không nhằm vào anh mà là nàng kiếp trước giết người vô số sau tích lũy tới này không tệ cuối cùng cũng có chút dáng vẻ kiếm sinh ra để giết người sinh ra phải có sắc khí ta sắc mặt lạnh nhạt đưa ra bình luận lâm nguyệt hy ngạc nhiên tuyệt kỹ này của nàng đối với cha xem ra chỉ có thể xem là không tệ lực đạo cầm kiếm trong tay không khỏi lại gia tăng vài phần cứ giả vờ đi ta sẽ đánh chúng khi thấy thanh kiếm gỗ sắp đâm vào cánh tay phải của tôi tôi di chuyển vẫn là một kiếm hời hợt nhẹ nhàng vung lên liền tinh chuẩn đâm về phía cổ tay lâm nguyệt hy sự tự tin của lâm nguyệt hy trong nháy mắt bị đánh bại cổ tay lại truyền đến cảm giác đau đớn mộc kiếm theo cánh tay thoát lực rơi xuống đất Lâm Nguyệt Hy nhìn một kiếm trên mặt đất ngây ngốc tại chỗ. Ta lại thua rồi, hơn nữa còn thua liên tiếp hai lần. Thậm chí ngay cả phương thức xuất kiếm, ta cũng không thể nhìn rõ. Nàng ngơ ngác nhìn về phía anh, đáy lòng không khỏi lần nữa cảm nhận được. Sự bí ẩn và mạnh mẽ của người cha trước mắt. Lâm Nguyệt Hy bĩu cái miệng nhỏ nhắn còn có chút không phục. Cha đã nói kiếm nên mang sắc khí, nhưng tại sao kiếm của cha không có nửa phần sắc khí? Điều này không phải rất mâu thuẫn sao? Đôi mắt thủy linh của nàng nhìn chầm chầm vào tôi. Muốn nghe tôi trả lời thế nào, Ha ha, thì ra con muốn hỏi câu này. Ta phất phất tay áo nhẹ giọng cười nói, tiểu nguyệt hy, kiếm của cha cũng có sát khí, nhưng vi phụ có thể tùy ý không chế kiếm khí. Cho nên tiểu nguyệt hy mới không thể cảm nhận được sát khí trong kiếm. Nghe nói vậy, tiểu nguyệt hy hiểu rồi, lâm nguyệt hy một chút liền thông. Lúc này hiểu được chỗ huyền diệu trong đó, sắc mặt trầm trọng gật gật đầu. Có thể điều khiển kiếm khí, nhưng nàng không thể. Nàng cũng biết kiếm thuật của cha vượt xa nàng. Ta khẽ vuốt trường kiếm, ánh mắt buồn bã, cho đến nay vẫn chưa có gì có thể làm cho kiếm tâm của vi phụ lộ ra sắc khí. Nếu như một ngày nào đó trong tay ta kiếm sắc khí ngút trời, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Ánh mắt của ta theo đó ôn hòa rơi vào trên người Lâm Nguyệt Hy. Tiểu Nguyệt Hy, nếu thật sự có lúc đó, chắc là vì cô đơn. Ngày hôm đó, ta nhất định sẽ lật trời, sẽ phủ đất. Cho đến khi mặt trăng treo ngược, nghe đến đó Lâm Nguyệt Hy sững sờ nhìn anh. Trong lòng lại nổi lên dao động cực lớn, thì ra ta ở trong lòng hắn lại quan trọng như vậy sao? đây chính là tình thương của phụ thân như núi trong truyền thuyết có một người cha bên cạnh hình như cũng không tệ lắm mà không có ràng buộc của vong tình chi đạo lâm nguyệt hy tâm tình cũng trở nên thông thấu vô cùng thậm chí chậm rãi trở về thành một tiểu cô nương tâm tình để con gái mạnh mẽ lên càng sớm càng tốt tôi bắt đầu dạy nàng kiếm đạo không nghĩ tới nàng lại có được thiên phú kiếm đạo cực cao lúc mới bắt đầu giao thủ kiếm thuật của lâm nguyệt hy đầy sơ hở nhưng sau khi được tôi chỉ dẫn sơ hở trong đó cũng đang không ngừng giảm bớt mà lúc này trong kiếm thuật của nàng cũng chỉ có. Còn lại mấy chỗ sơ hở cực kỳ bí ẩn, cứ tiếp tục như vậy, nàng chỉ cần chăm chỉ hơn nữa, tập luyện chắc chắn sẽ bù đắp được mọi sơ hở. Lập tức ta cười mở miệng nói, "Được rồi, trận đấu hôm nay kết thúc ở đây, nhiệm vụ hôm nay tra ra cho Tiểu Nguyệt Hy đây, nhiệm vụ rất đơn giản, dùng kiếm gỗ trong tay ngươi, Hướng không khí phía trước đâm 10.000 lần, hơn nữa 5.000 lần đầu phải mang theo sát khí, rồi sau đó 5.000 lần phải khống chế sát khí của kiếm, phải nín thở và tập trung." ánh mắt phải nhìn chằm chằm mũi kiếm bây giờ có thể bắt đầu tiểu nguyệt hy đừng nghĩ lười biếng cha sẽ luôn dõi theo con ngay sau đó tôi duỗi lưng một cái đem mộc kiếm trong tay tiện tay ném qua một bên liên nằm ở trên ghế bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lâm nguyệt hy phồng má vẻ mặt tức giận mặc dù trong lòng có một vạn cái không muốn nhưng bây giờ nàng đã hoàn toàn chắc chắn rằng cha đang giả heo ăn thịt hổ vì vậy nàng cũng cố gắng hoàn thành yêu cầu của tôi sau đó lè lưỡi với tôi tự giác bắt đầu nhiệm vụ hôm nay Lâm Nguyệt Hy hướng về phía ta chỗ ở, phương hướng một bên nhanh chóng đâm vào không khí, một bên miệng nhỏ giọng nói thầm, đâm chết ngươi, đâm chết ngươi, muốn dùng nó để trút giận trong lòng. Bây giờ nàng đã từ bỏ con đường vong tình, đã từ từ bắt đầu có tình cảm biến hóa, tình trạng hiện tại rất giống, bộ dáng cô bé bình thường bực bội của cha già. Thời gian trôi qua từ từ, Lâm Nguyệt Hy trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã đầy mồ hôi. Quần áo gần như ướt hết, nhưng cô ấy không quan tâm, ánh mắt vẫn kiên định nhìn chằm chằm mũi kiếm. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động chưa từng nghĩ tiểu nguyệt hy tâm tính lại kiên định như thế ngay cả một khác cũng chưa từng lười biếng thậm chí đến cuối tôi cảm thấy có chút đau lòng nhiều lần muốn cô dừng lại nghỉ ngơi một chút bất quá loại lời này cuối cùng cũng không có nói ra khỏi miệng sau một lúc lâu năm ngàn kiếm cuối cùng cũng đâm xong lâm nguyệt hy mới buông mộc kiếm xuống nghỉ ngơi một hơi năm ngàn kiếm này theo yêu cầu của tôi đều là nín thở ngưng thần hội tụ sát khí lúc mới bắt đầu nàng còn thường xuyên sát khí bốn phía không thể chính xác vào mũi kiếm nhưng nàng có một tài năng tuyệt vời. Với sự hướng dẫn của tôi, 5.000 cái đâm, cô ấy nhanh chóng nắm bắt được phương pháp. Có thể nói, những bài tập này có thể tương đương với tu luyện mấy năm. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Lâm Nguyệt Hy rất nhanh tiến vào trạng thái. Sau khi bắt đầu luyện tập 5.000 kiếm theo yêu cầu của tôi, 5.000 kiếm sau sẽ khống chế sắc khí của kiếm. Để cho mình đối với sắc khí, điều khiển đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dục. Đây rõ ràng là khó khăn hơn rất nhiều so với 5.000 kiếm đầu tiên. Nhìn thấy con gái cố gắng chăm chỉ như vậy, trong lòng ta vui mừng đồng thời lại cảm thấy một tia đau lòng tiểu nguyệt hy tu luyện một ngày khẳng định vừa mệt vừa đói trong giai đoạn phát triển của cơ thể xem ra phải kiếm thứ gì đó tốt để bù đắp cho nó nghĩ tới đây ta vỗ đùi một cái trực tiếp đứng lên sau khi cùng lâm nguyệt hy chào hỏi ta liền lắc mình biến mất ở nam hoang sơn đỉnh chỉ nửa nén hương thời gian ta liền đi tới đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn chỗ ở bắc hoang sơn mạch nơi này quanh năm bị sương mù trắng bao phủ đây là một trong những vùng cấm nổi tiếng trên lục địa cách đó không xa có một tấm bia đá khổng lồ cao trăm trượng chính giữa tấm bia đá viết bốn chữ to đỏ như máu kẻ xâm nhập chết bốn chữ này là dùng tinh huyết của một vị thánh nhân khắc lên mặc dù đã qua gần 10 vạn năm nhưng năng lượng bên trên vẫn tồn tại mãi người bình thường đứng dưới tấm bia đá có thể cảm nhận được một cỗ sát ý ngập trời phảng phất đối mặt với vô số đỉnh cấp đại yêu giống giận không dám đi sâu vào núi nữa mặc dù tiên vũ đại lục cao cấp nhất cường giả đều kiêng rè điều này sợ bước vào cục diện của vị tiền bối 10 vạn năm trước ta chậm rãi đi tới trước tấm bia đá khi nhìn thấy bốn chữ lớn màu đỏ tươi trên tấm bia đá liền nhịn không được nhíu mày sao lần trước không thấy nhỉ thật là chướng mắt nói xong ta liền một trưởng đập vào tấm bia đá lập tức tấm bia đá sừng sững mười vạn năm này ngay dưới một trưởng của ta hóa thành bột mịn ta tùy ý vỗ vỗ tàn cho trên tay khẽ gật đầu như vậy thuận mắt hơn nhiều ngay lúc này tựa hồ là cái gì cấm kỵ tồn tại thức tỉnh cả bắc hoang sơn mạch đều lâm vào chấn động trong chớp mắt tôi cũng đột nhiên cảm thấy một ánh mắt kinh hoàng tựa hồ là xuyên qua trùng điệp không gian từ những miền đất xa xôi rơi vào tôi ta bỗng nhiên xoay người nhìn về phía chỗ sâu nhất của bắc hoang sơn mạch ngay khoảnh khắc tôi và chúng nhìn nhau đạo ánh mắt thân thúy mà xa xăm kia đột nhiên chớp động rồi nhanh chóng biến mất thật là buồn cười tôi lắc đầu ngay sau đó đi vào bắc hoang sơn mạch trong một không gian thần bí sâu trong bắc hoang sơn mạch một đạo thanh âm già nua đột nhiên vang lên trong thanh âm vẫn mang theo một tia sợ hãi sao lại là gã này may mà ta chạy nhanh sớm biết vậy đã không xen vào việc của người khác rồi thật xui xẻo trong bắc hoang sơn mạch tôi đang lang thang khắp nơi người và yêu thú đi trên núi xương trắng sớm thôi một bông hoa trắng như tuyết đập vào mắt tôi dĩ nhiên là một gốc bách linh hoa thứ này phẩm dai không cao nhưng lại cực kỳ ít ỏi thường có thể phát huy tác dụng rất lớn ở những nơi hữu dụng trên toàn bộ tiên vũ đại lục cũng vậy một trong những báu vật hiếm có ta bước nhanh về phía bách linh hoa ngay khi đến gần bách linh hoa tay phải tôi nhẹ nhàng vung lên một con yêu thú trốn trong bóng tối lặng lẽ nằm trên mặt đất bách linh hoa tới tay ta cẩn thận đem nó đặt ở trong hộp ngọc hoa này đẹp quá tiểu nguyệt hy đeo vào nhất định rất đẹp tôi cười hắc hắc hai tiếng may mà nhẫn của tôi đủ lớn trên đường đi không chỉ có những bông hoa này bất cứ thứ gì tốt tôi sẽ không ngần ngại cất đi mặc dù có rất nhiều thứ tôi không cần nhưng tiểu nguyệt hy có thể dùng được đi tiếp tôi còn không biết mình đã đi được bao xa dần dần âm thanh chung quanh dường như nhỏ đi giống như tất cả khí tức sinh mệnh đều biến mất. Chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá cây và tiếng bước chân của chính mình. Ngay lúc này, xa xa đột nhiên nổi lên một trận yêu phong, một đạo khí tức cường đại lan tràn ra, ngay sau đó, một cái bóng khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Hai con mắt to đen nhánh nhìn chầm chầm vào tôi. Con người nhỏ bé, đây là địa bàn của hắc dực yêu vương ta. Ngươi đã vượt quá giới hạn, thanh âm hắc dực yêu vương mang theo sát ý mãnh liệt vang lên. Những người đột nhập vào lãnh thổ của hắn trong nhiều năm, tất cả đều trở thành thức ăn của hắn vì vậy hắn không đặt tôi vào mắt hắc dực yêu vương cái quái gì vậy ăn được không tôi đang nhìn nó nói tên to con đen thui cười nhạo một tiếng nói hắc dực yêu vương ngẩn ngơ hai giây sau mới phản ứng lại tiếp theo là giận dữ người bình thường thấy mình đều run rẩy duy chỉ có người trước mặt này cùng vọng như thế con người ngu ngốc ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình tôi muốn trực tiếp cho nó một trận nhưng giờ tôi đã thay đổi suy nghĩ tôi quyết định nhốt nó lại sau đó ăn một miếng thịt mỗi ngày cho đến khi nó bị tra tấn đến chết ánh mắt hắc dực yêu vương lạnh như băng nhìn tôi nó nghĩ rằng tôi sẽ sợ hãi và quỳ xuống cầu xin sự tha thứ nhưng không ngờ ta lại nhàn nhã vây quanh hắn không chỉ vậy tôi còn đi bộ đánh giá một số bộ phận trên người nó thịt này ngon đấy đường cơ bắp rõ ràng quá nó sẽ rất dai không phải ở đây quá nhiều dầu mỡ tiểu nguyệt không thích ăn hai cánh này trông đẹp đấy nếu nó đem nó làm thành cánh nướng chắc chắn sẽ rất thích